thời xa xưa tại nước Mỹ xa xôi, từ cái thời nhân quyền vẫn chưa dành cho những người có mã màu da 5 số 0, người da đen được ưu đãi những đặc quyền như làm nô lệ, bị chó cắn và bị xẻo rái. Đã có một người da đen dám đứng lên chống lại chế độ nô lệ bằng cách chửi những người da đen và bắt vào mục những người da trắng. Đối đầu với họng súng đen dài của anh da đen chính là anh chàng Jack Dawson của Titanic cùng Nick Fury, nhưng mà cả hai mắt đều 10/10 và muốn cắt giá anh da đen. Liệu anh da đen sẽ đá vào mồm Jack hay sẽ bị Nick Fury túng xéo? Sau đây là Django Unchained. Đây là Django, một thanh niên châu Phi, người da đen part time, nô lệ full time. Django và mấy anh bạn cùng màu da đang đi tản bộ hóng mát, và họ còn dắt theo hai thằng chủ nô. Họ cứ đi catwalk từ hạ sang đông, từ chỗ đồng không đến chỗ rừng thẳm, giữa đêm tối tại một nơi khỉ ho có gáy. Một chiếc xe ngựa đi tới từ đằng xa, trên xe là bác sĩ King, tự cưỡi ngựa, hiệu trung niên, dân tộc Đức, nhã sĩ part time, thợ săn tiền thưởng full time. King thấy Django trong đám nô lệ và ngỏ lời với hai anh bạn chủ nô. Yo bro, tôi cần thỏi sô-cô-la đen kia để tóm 3 thỏi sô-cô-la trắng khác. Hai tên chủ nô không đồng ý, còn định rút súng ra bắn King. Bác sĩ King thì vẫn rất muốn đàm phán, nhưng mà là đàm phán của anh Blank. Một thằng chết, một thằng gãy chân. King giải thoát đám nô lệ và dẫn Django theo, bỏ lại 4 anh trai cao to đen hồi với thằng chủ nô què biết số mình sắp ăn lờ. Django và King tới một thị trấn nhỏ, nơi người ta nhìn họ cứ như người trời Bitcoin. Bước vào một quán bar, bác sĩ King làm thay chủ quán chạy mất dép vì dám để một tên da đen vào quán. King tự phục vụ hai cốc bia và gạ kèo với Django. Nghe này Ovantin, tôi có súng, anh có thông tin, ta tìm ba anh em nhà Brito, hạ chúng và lấy tiền thưởng. Anh được tự do và có thể là một bộ đồ màu xanh trông xấu vờ lờ. King sắp gạ được Django thì cảnh sát trưởng xuất hiện ở cửa đòi quà, và King tặng ngay cho ông cảnh trưởng một viên kẹo đồng giữa chán, rồi lại bỏ vào quán ngồi đợi. Một lúc sau cũng là một ông cảnh sát nhưng mà xịn hơn xuất hiện với 100 khẩu súng chĩa vào quán bar. Lúc này King mới thò mặt ra giải thích rằng lão cảnh sát trưởng thực ra là một tên tội phạm đã được tòa án treo thưởng, và giờ thì quý ngày nợ tôi 200 đô. Thế là họ rời khỏi thị trấn an toàn. King hỏi chuyện Django khi họ dừng chân bên đường, và chàng da đen kể về người vợ Brumhilda của mình. Da nàng đen, mắt nàng trắng, nụ cười tỏa nắng như mùa thu Hà Nội. À, còn biết nói tiếng Đức nữa. King muốn Django cùng ông tới đồn điền của Bennett, nơi ba anh em Brito đang lẩn trốn. Họ đi tới một thị trấn gần đó để kiếm ít đồ ngụy trang. Chọn cái gì mà anh thích? Bất cứ thứ gì ư? Bất cứ thứ gì. Thế là Django quất một bộ đồ ngụy trang, vai cờ ngụy trang. Hai thầy trò sau đó tới đồn điền của lão phân biệt chủng tộc Bennett. Trong khi King và Bennett vào nhà và thảo luận với những mái đầu Mohican chéo, Django được hầu gái dẫn đi tham quan một phòng. Anh tìm thấy một tên Brito đang làm ca trên cánh đồng, hai tên khác đang chơi BDSM nhưng thiếu yếu tố dâm với một nô lệ da đen. Django bảo hầu gái đi gọi bác sĩ King và nhớ gọi cả mục sư. Anh tiếp cận hai tên Brito đang chơi bạo dâm, nhồi một phát đạn cho tên già hơn. Tên trẻ hơn thì lóng ngóng không rút được súng. Thế là Django cầm cái roi vụt cho hắn biết thế nào là chủ nô. Nay thì sống ở miền viễn Tây mà đéo cầm được súng, xứng đáng về với chúa. Django nhặt lên khẩu súng của tên kia, ghi dây chứng tử cho hắn luôn. Tên còn lại định cưỡi ngựa chạy thì bác sĩ King tới kịp, đồng thời ghi dây chứng tử cho hắn. Với lúc này Bennett và gia nhân sống tới, King lại múa mép với lệnh truy nã của tòa án, và họ lại an toàn thoát đi cùng ba xác chết anh em nhà Brito. Nhưng mà không dễ như vậy, vì Bennett là hội trưởng hội KKK. Hội ba cây được lập ra với mục đích phụ là xóa bỏ tiền của bạn trên chiếu quỷ, và mục đích chính là xóa bỏ phân biệt chủng tộc với người da màu bằng cách giết tất cả những người da đen, và Bennett sẽ không tha cho tay thợ săn tiền thưởng và chocolate boy đi cùng. Trong đêm tối, hội ba ca đột kích xe ngựa của King nhưng mà không tìm thấy ai. Từ đằng xa, King bắn nổ chiếc xe của mình khiến lũ ba ca khiếp vía và tháo chạy. Django cũng muốn thử và no scope bắn chết Bennett. Thấy anh chàng có tài thiện xạ, King gạ anh vào nghề thợ săn tiền thưởng và hứa sẽ giúp anh tìm lại vợ mình. Tại sao ông lại giúp tôi? Vì tôi là người Đức, mà người Đức thì không phân biệt chủng tộc. Chắc chơi quốc trưởng. Bro, đây là 1858 mà. Ok, thế là hai người có một mùa đông bội thu nhờ việc săn tiền thưởng. Django và King có đủ tiền và tới hội trại nô lệ tìm thông tin về vợ của Django. Họ biết được cô gái bị bắt tới trang viên Candyland của Jack. Candyland là xứ sở kẹo ngọt nhưng mà chỉ có sô cô la loại 100 cân cao 2 mét. Thế làm sao để cứu vợ tôi? Ta sẽ hỏi mua một tên đồ vật da đen từ Jack với giá rất cao. Nhưng mà đấy có phải vợ tôi đâu. Rồi ta sẽ đòi quà tặng kèm là cô vợ Brumhilda của cậu. Nhưng mà tôi không có đủ tiền. Nhưng mà chúng ta mua Brumhilda trước rồi chim cút luôn, không mua thằng kia nữa. À, hợp lý, ok. Và họ tìm đến buổi tiệc của lão già Maui, luật sư của Jack. Nhờ sự giới thiệu của Maui, họ tiếp cận được tới Jack, người sở hữu trang viên Candyland. Đây là Jack, Jack hào hoa. Jack không có Rose, nhưng mà Jack có dâu. Và Jack có cái mìm lếu lều. Thằng cha này có thói quen bệnh hoạn là cho nô lệ đánh nhau tới chết để hắn tiêu khiển. Bị thu hút bởi vẻ ngạo nghễ của Django, Jack lại gần khiếu chuyện. Trong khi King bắt đầu kế hoạch của mình, giả vờ hỏi mua một đồ vật da đen của Jack để chơi hội chọi trâu đổ sơn. Cái giá đưa ra cao ngất ngưởng nên Jack không thể từ chối. Hắn mời hai người về trang viên Candyland để chọn hàng. Tại Candyland thì Nick Fury ta chào đón. Tay này siêu phân biệt chủng tộc và không coi người da đen ra gì. Nhưng nó là một thằng da đen. Đừng racist nữa Nick ạ. Racist là tội ác chỉ dành cho bọn da đen thôi. Bác sĩ King tiếp tục kế hoạch hỏi đến Brumhilda. Thế là Nick cho người kéo Brumhilda khỏi cái hòm sắt. Hòm sắt là hình phạt cho những nô lệ cố chạy trốn. Điều này làm Django sôi máu, nhưng anh biết nhẫn một chút thì trời cao gió lặng nên bỏ qua. Đến tối thì Brumhilda được tắm rửa sạch sẽ, mang đến phòng của King. Bác sĩ King dẫn cô vào phòng cho cô gặp Django, và cô sướng quá ngất mẹ luôn. Trong bữa tối, Jack đang chốt sale mấy anh đồ vật,
nhưng mà King và Django thì chỉ để ý đến Brunhilda, người đang trong vai hầu gái phục vụ thức ăn. Cơ mà Nick Fury với đôi mắt cú vọ người thấy vấn đề. Sau khi vào bếp tra hỏi Brunhilda, hắn kéo Jack vào thư viện mà kể mọi chuyện. Jack biết chuyện thì kẻ cú vai cả lìn. Trở lại phòng ăn, cho người dí súng vào hai đầu vị khách. Brunhilda được mang vào phòng ăn và King bị bắt trả tiền cho cái mạng của cô gái bằng chính cái giá trên trời mà ông đòi mua đồ vật. Thuận mua vừa bán, chốt đơn cho anh trai người Đức. King buộc phải ký vào tờ giấy bán thân của Brunhilda trong cây cú. Thế là xong đúng không? Tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp nhưng mà Jack ngứa mồm, đòi bắt tay King bằng được. King đang cay và bẽ mặt vì mất tiền ngu nên là rút súng và đưa Jack vào thư mục đã xóa gần đây của chúa. Vợ ông cũng bị điều đi theo luôn. Giữa lúc hỗn loạn, Django nhanh tay thoát được khẩu súng, bắn tơi tả lũ tay chân. Đạo diễn cho chúng ta một loạt cảnh đậm chất Tarantino. Đám tay chân của Jack thì tổn thất, còn Django thì tổn lùi vì vợ anh đã bị tóm. Nào, ngồi xuống, tao cắt trái bây giờ. Django buộc phải đầu hàng. Đùa tí gì căng. Nhưng mà đám này không thích đùa, chúng định cắt trái Django thật. Trong cái nhà kho cũ, Django bị đột trần và treo ngược. Một thằng trai lăm lăm con da mỏ trâu từ từ tiến tới cái ngã ba của anh da đen. Nhưng Nick Fury xuất hiện ngăn việc này lại. Lão bảo là cắt chim thì cũng đau đấy, nhưng mà lao động khổ sai tới chết thì còn đau hơn. Thế là Django bị bán cho công ty khai thác đá và sẽ phải làm quần quật tới chết. Nhưng trên đường đi, Django lại giỏi xạo lìn và cưỡi ngựa trở về Candyland với khẩu súng và thuốc nổ bên người. Anh về tới nơi trong tang lễ của Jack, thấy xác của kinh bên chuồng ngựa. Anh tiến lại cái xác, lấy tờ giấy bán thân của vợ mình và gửi lời cảm ơn tới người bác sĩ đã ngã xuống. Anh giải cứu Brunhilda, la vào bú bỏ nhau say đắm. Và khi đám gia nhân trở về từ đám tang của Jack, Django từ trong nhà xử đẹp cả lũ, thả tự do cho tất cả nô lệ trừ Nick. Nhưng Nick giật tự tin, nhưng may hết đạn rồi thằng lìn, nhưng bố mà chưa hết súng. Django bắn quả trần lão già, hòa kiếp cho lão cùng căn nhà của Jack nhờ đống thuốc nổ cài sẵn. Anh bước ra cổng nơi tự do và Brunhilda đang chờ. Anh tự do đến nỗi sau này còn làm tổng thống Mỹ. Còn tôi thì là vui vẻ. Đừng quên đăng ký The Reviewer, người chơi điện tử vui vẻ với người chơi đồ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào.